Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cảnh báo vấn nạn thông thầu khai thác cát, tham nhũng cho ngày nay và muôn đời sau. Việc đấu thầu là biện pháp để đảm bảo cạnh tranh công bằng, hiệu quả trong một nền kinh tế thị trường đa thành phần. Để chống tham nhũng thì việc đấu thầu cần có cơ chế quản trị công khai, minh bạch thông tin để kiểm tra và rà soát. Gần đây, nhóm nhà báo điều tra trên mạng xã hội đã nhắc đến một thông tin đáng ngờ khi cho rằng Hà Nội đấu giá mỏ cát xem qua đã lộ ngay cách làm bố láo ăn cắp. Mới nhất, tờ báo Dân Trí vào ngày 12 tháng 11 đã đưa tin ba mỏ cát ở Hà Nội trúng đấu giá cao bất thường, Thủ tướng chỉ đạo rà soát. Ba mỏ cát ở Hà Nội trúng đấu giá rất cao. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại công điện gửi tới Bộ trưởng các bộ, Công an, Tài nguyên Môi trường và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường quản lý thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Đáng chú ý, Thủ tướng đã nhắc cụ thể đến vụ việc xảy ra ở Hà Nội vừa qua. Kết quả trúng đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát như Liên Mạc, Châu Sơn và Tây Đằng, Minh Châu cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Cái yếu tố bất thường mà theo Thủ tướng, đây là việc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Dư luận ở Hà Nội thì thấy rằng vụ việc Thủ tướng nhắc đến đã xảy ra từ rất lâu, nhưng người dân quan tâm đã nghi vấn vì cuộc đấu giá có nhiều điểm bất thường. Đây là cuộc đấu giá marathon về thời gian, bắt đầu từ 9 giờ sáng hôm trước, xuyên đêm tới gần 6 giờ sáng hôm sau mới kết thúc, và kết quả đấu giá cũng đạt kỷ lục tới 1.690 tỷ đồng. Đáng nói, kết quả này đã lớn gấp hàng chục lần, thậm chí hàng trăm lần so với giá khởi điểm bỏ thầu. Theo số liệu từ Ủy ban đấu giá, ví dụ giá trúng thầu mỏ Thượng Cát với trữ lượng hơn 508.000 mét khối ở giá khởi điểm chỉ là 2 tỷ đồng, vậy mà nhà đầu tư đấu giá đã đẩy giá lên tới gần 410 tỷ đồng, nghĩa là cao gấp 200 lần giá khởi điểm. Tại sao lại có việc đấu giá quái đản và ngược đời đến như vậy? Giá bỏ thầu cao gấp hàng chục lần và hàng trăm lần đến như thế. Mỏ cát Tây Đằng, Minh Châu nằm trên địa bàn xã Chu Minh, Tây Đằng, huyện Ba Vì. Qua tìm hiểu, một người kinh doanh lớn về vật liệu xây dựng ở khu vực Đông Anh cho Thời báo .de biết, với điều kiện ẩn danh vì lý do an toàn, cụ thể người này cho hay. Theo tôi cho biết thì, thứ nhất là không giống như các mỏ tài nguyên khác, trữ lượng là một con số cố định, cát thường được khai thác trên các con sông hàng năm. Cát từ thượng nguồn lại chảy về nên khối lượng lại được bù đắp thêm hơn cả số lượng đã khai thác. Thứ hai, nếu thời gian khai thác kéo càng dài, trên 10 năm khối lượng cát thực tế sẽ gấp nhiều lần so với khối lượng cát khảo sát tại thời điểm đấu giá. Và việc lấy trữ lượng theo thời điểm khảo sát đấu giá là một mánh khóe mà nhóm lợi ích lợi dụng để mà ăn cắp tài nguyên quốc gia. Đó chính là lý do mới có chuyện nhà đầu tư bỏ giá cao hơn gấp hàng chục, thậm chí đến hàng trăm lần giá thị trường. Họ đâu có khở dại như chúng ta tưởng. Trong khi đó, trên mạng xã hội có rất nhiều ý kiến chia sẻ về những thủ thuật trong việc đấu thầu giá cát đang được sử dụng để tham nhũng tài nguyên quốc gia, tức là tiền của nhân dân. Cụ thể, nhà báo QR tiết lộ, chỉ cần là một phép tính chia đơn giản cũng thấy cái trò mèo luộc cát này sẽ bị lật tẩy. Mỏ Liên Mạc trữ lượng 500.000 mét khối, giá trúng là 408 tỷ đồng. Như vậy, 1 mét khối cát giá sẽ ngất ngưỡng đến tới 816.000 đồng. Trong khi giá thị trường bán chỉ khoảng 300.000 đồng mỗi mét khối. Mỏ Châu Sơn trữ lượng 700.000 mét khối, giá trúng là 396 tỷ đồng, làm phép chia 1 mét khối cát giá lên tới 565.000 đồng. Chẳng nhẽ các nhà đầu tư khai thác mỏ cát họ điên hay sao khi bỏ giá cao ngất ngưỡng, gấp mấy lần giá thị trường đến như thế. Người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và câu trả lời là họ không điên đâu, khai thác mỏ cát siêu lợi nhuận chính là sự mập mờ về trữ lượng, quản lý, giám sát về mặt khối lượng. Chỉ cần công tác khảo sát trữ lượng lệch xuống vài con số không là nhà thầu trúng cực lớn. Nhưng quan trọng là họ đã thông đồng ăn chia với cơ quan quản lý, cùng chia chác điều mà không ai ngờ. Theo giới chuyên gia, để đối phó với các thủ thuật kể trên,
chính quyền phải coi trọng công tác thẩm định đánh giá, xây dựng giá phải căn cứ vào giá thị trường, chứ đừng đưa ra giá khởi điểm như cho không đến như vậy. Đồng thời, những việc vô lý như vậy phải điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi ngày hôm nay bản tin của Thời báo.de cảnh báo vấn nạn thông thầu khai thác cát, tham nhũng cho ngày nay và muôn đời sau. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng núp bóng tập đoàn điện lực EVN để móc túi dân như thế nào. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, việc nhà nước liên tiếp tăng giá điện và giá xăng dầu khiến đời sống của người dân Việt Nam vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Báo chí và chính phủ vào ngày 9 tháng 11 cho biết điều chỉnh giá bán lẻ điện từ hôm nay 9 tháng 11. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có quyết định số 1416 vào ngày 8 tháng 11 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân lên 2.006,79 đồng trên mỗi kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Từ ngày 9 tháng 11, mức điều chỉnh này tăng 4,5% so với giá điện bán bình quân trước khi điều chỉnh. Điều chỉnh giá bán lẻ điện từ ngày 9 tháng 11. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã phát hiện quyết định tăng giá điện của EVN sai quy định của chính phủ bởi quy định rằng văn bản chỉ có hiệu lực pháp luật sau khi đăng công báo 15 ngày. Trong khi văn bản tăng giá điện của EVN lại có hiệu lực ngay sau một ngày, tức là có hiệu lực sớm nửa tháng. Quan trọng hơn, lâu nay dư luận vẫn coi Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ triền miên với các quyết định sai trái. Nhưng rõ ràng EVN không đủ thẩm quyền để áp dụng giá điện mới trái quy định của chính phủ như vừa nêu trên. Vẫn theo luật sư Đặng Đình Mạnh, điều đó chứng minh cho thấy quyết định tăng giá điện không chỉ tác động mạnh mẽ sâu rộng vào nền kinh tế quốc gia mà còn tác động đến cuộc sống của hàng trăm triệu người dân Việt Nam và hàng chục triệu gia đình, chỉ có đảng mới có thẩm quyền đó. Nhận định của luật sư Mạnh cũng như dư luận xã hội cho thấy dường như có một chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay khi họ duy trì một con ngáo ộp có tên là EVN và sử dụng như một thứ bung sung để trút hết tội vạ, kể cả việc tăng giá điện, bất chấp thu nhập của người dân không hề tăng. Nghĩa là Tổng giám đốc EVN chỉ giữ vai trò như một con rối ký tăng giá điện thay cho Đảng, cho nên không ngạc nhiên khi lãnh đạo EVN tội trạng thì tày đình nhưng vẫn yên vị và thăng tiến, chẳng ai dám động vào. Dư luận bàng hoàng hơn khi trong cùng ngày 9 11, tờ báo Dân Việt tiết lộ rằng có thêm 3.200 tỷ đồng nhờ tăng giá điện. EVN thoát cảnh lỗ khủng. Theo đó, trả lời báo chí chiều ngày 9 11, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết doanh thu tập đoàn này sẽ tăng thêm 3.200 tỷ đồng nhờ tăng giá điện bán lẻ lên 4,5% từ ngày 9 tháng 11. Nghĩa là khi EVN có thêm 3.200 tỷ đồng tăng giá điện thì người tiêu thụ, tức là người dân Việt Nam trong cả nước, sẽ bị bòn rút đi 3.200 tỷ từ những đồng tiền thu nhập ít ỏi của mình trong thời kỳ kinh tế vô cùng khó khăn như hiện nay. Người dân bắt buộc phải nhịn ăn, bớt mặc để đóng thêm tiền điện, cứu EVN khỏi lỗ. Tăng giá điện giúp cho EVN thoát lỗ do có thêm 3.200 tỷ. Từ lâu nay, công luận và giới chuyên gia vẫn khẳng định EVN đã đưa cả các khoản lỗ do đầu tư ngoài ngành như các công ty, công trình, khách sạn, bể bơi, sân côi vào giá bán điện cho dân chịu. Giới thạo tin còn đưa ra các bằng chứng cho thấy chi phí du học nước ngoài con trai chủ tịch kiêm tổng giám đốc EVN Dương Quang Thành cũng được đưa vào giá bán điện cho người tiêu dùng gánh lỗi. Cụ thể, Facebook Phạm Minh Vũ tiết lộ thu nhập hàng năm của ông Thành vào khoảng 650 triệu đồng, tức là gần 28.000 USD, nhưng ông phải nuôi hai con trai đang học tại Mỹ. Ngoài chuyện học của hai con cái ra, ông Thành còn có những chi phí do các nhu cầu xa xỉ khác, nên ông phải tăng giá điện, móc túi dân mới đủ chi cho những nhu cầu cá nhân của ông và gia đình. Thứ hai, các cư dân mạng tiết lộ thêm,
người con trai lớn của ông Thành tên là Dương Thái Anh và cậu con thứ là Dương Anh Minh. Dương Anh Minh hiện đang du học tại trường Mỹ. Đây là trường nhận học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 và chuẩn bị cho các em vào đại học. Theo thông tin trên mạng, để học trường này, mỗi học sinh phải trả gần 60.000 đô la mỗi năm. Đó là chưa kể các chi phí khác khoảng 30.000 đô la nữa cho việc ăn ở đi lại. Như vậy, gia đình học sinh phải chi ít nhất khoảng 90.000 đô la mỗi năm. Đó là lý do dư luận xã hội đặt câu hỏi đối với đại biểu Quốc hội Tổng giám đốc EVN Dương Quang Thành rằng lương của ông là 650 triệu đồng mỗi năm thì tiền đâu ra để cho hai cậu con trai đi du học tự túc ở các trường Hoa Kỳ đắt đỏ đến như vậy. Dương Thái Anh, con trai của Dương Quang Thành, sinh năm 1998, là ủy viên trẻ nhất trong số 144 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12. Những thông tin vừa kể trên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người biết, song tờ Thể báo .d chưa có điều kiện kiểm chứng cụ thể. Nhưng rõ ràng, thông tin của báo Dân Việt tiết lộ, nhờ tăng giá bán điện lên 4,5% từ ngày 9 tháng 11, lập tức EVN có thêm 3.200 tỷ đồng và thoát cảnh lỗ khủng như lời đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, thì khó có phản biện và biện minh cho được. Việc lâu nay dư luận xã hội cho rằng trong giới quan chức Việt Nam ở các địa phương không ai có thể giàu hơn các ông giám đốc điện lực, thì nay thông tin mới này càng củng cố thêm điều đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Đảng Cộng sản Việt Nam núp bóng Tập đoàn Điện lực EVN để móc túi người dân như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.